Ok anh em, và xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Và ngày hôm nay thì Khải đang cầm một ạc khá là đẹp anh em ạ, của một ông anh ở bên Campuchia và đã gửi cho gắm cho ạc, chăm sóc ạc này cũng như là Khải sẽ sửa ạc này và làm hoạt động này nọ tất cả một thứ anh em. Rồi cho anh em xem sơ qua xếp đồ của cầu thủ này nha. Tại đây là một ạc cô lông đao nha mọi người. Ngày hôm nay thì anh em nếu mà xem từ đầu đến cuối này mà biết thì đánh lúc đầu Khải không nổi lên tốt luôn anh em ơi, rất khó lên tốt luôn. Nhờ giai đoạn sau cũng rất cố gắng thì Khải cũng đã lên được, cho mình được top 4 như nào với 53.000 điểm và 238 bạn được một sơ 3, tử vong 28 và liên chạm 49 em ạ. Có thể nói là liên chạm top 1 trong buổi tối ngày hôm nay đó. Cho anh em xem xếp đồ nha, ngày hôm nay là Khải được top 4 như nào. Rồi cho anh em xem xếp đồ, đây là một set đồ ăn ba mắt ọp, gia diện kháng cả 20, nhận kháng họ 26, nhận kháng băng 25, một ngọc bội kháng độc 26, đi kèm với một cái đao tóc 30, sát thương 42, sát thương 96% và kháng độc 25, sinh lực 183, và đi kèm với một cái nón sinh lực nỗ lực 189 và chống 40, sinh khí 19 và kháng họ 25, thở lực đó, một quả tây làm chậm 40, sinh lực nỗ lực 19x, thân pháp 20, thở lực và phòng thủ lý 23, đi kèm với một cái áo phục hồi 40, chậm 40, sinh lực nỗ lực có thể nói là 19x, thông pháp 19 và phòng thủ lý 25, đi kèm với một đai lưng làm chậm 40, sinh lực nỗ lực 19x và thông pháp 19 và phòng thủ lý 24, đi kèm với một đôi giày tóc 40, chậm 40, sinh lực nỗ lực 18-19x, thằng sinh khí 19 và kháng độc 20, kháng họ 25, đi kèm với một ấn kháng họ 24, một tiết họ tinh sinh lực 200. Đó nè, đó sẽ rồi thôi. Nói chung là set đồ này thì trên dưới anh em cũng đã biết, theo dõi thì anh em đã biết thì tầm này thì server chỉ mới khoảng hơn 3 tháng open thôi. Và set đồ này có thể nói là set đồ đếm trên đầu ngón tay. Đếm trên đầu ngón tay thì ở server khoảng tầm cao lắm từ 5 cho đến 7 người là full đồ như thế này nè. Anh em cũng đã biết thì bảo lăng xa, gà con, full đồ tím này, tất cả như là all in nè, chiến hem mát nè, rồi SG bảo ngọc này, rồi hình ca này, cũng có khá nhiều full đồ này mà, full đồ tím nè, đi kèm băng băng này nọ các kiểu. Thì đây cũng là một trong những ạc cũng gọi là không nằm trong top 10 nè. Đó, đơn giản thôi. Nhưng thì đi với ba món thủ lý làm chậm thì có 120 chậm nè, 120 chậm mà có tán cho mình là 80 chó. Và một đao tóc 30 sẽ thương 42. Một set đồng bàn, nói chung là với gia truyền khá là ưng ý nè mà. Cho anh em nhìn sơ qua thì với tổng set đồ này thì gia truyền này trên dưới hơn chục triệu nha nè. Rồi nhẫn này thì trên dưới F thì anh em đã biết thì 3 triệu một món. 3 triệu một món thì nổi set đồng bàn này đã gần 20 triệu rồi nè mà. Gần 20 triệu set đồng bàn rồi nè. Còn anh em nào mà từ tay ép này anh sẽ biết bỏ ra khoảng tầm 7 cho đến 8 triệu. Chưa chắc anh em là ép mắt nè. Đó. Rồi. Một cái bao tay thủ lý làm chậm như thế này thì bao tay hiện tại sẽ vào trên giá khoảng tầm 3 triệu hơn. Áo này cũng dạy anh em ơi. Đại lưng này cũng dạy. Nhưng muốn hỏi thì trên giá ở trên dưới thì anh em cứ ép thì anh em sẽ biết thì nó sẽ giá hơn 3 triệu một món nè. Tùy theo món mắt hoặc là min này nọ các kiểu, nói chung là món này cũng tương đối đẹp nè mà. Rồi một cái nón này tương đối thủy sáu dòng mắt rồi. Thì trên dưới cái nón này cũng hơn 2 triệu nha nè. Giày này cũng vậy. 600. Đó. Thế chung thì tổng thể cái đao này, cái đao này ép hơn 3 triệu nè. Nhưng mà cái này mua thì tổng thể nó không rẻ thôi. Chung là người ta trải nghiệm xong người ta bán lại thì mình cũng mua với cái giá khá hợp lý nè mà. Rồi. Nói chung thì cái ấn này cũng hơn 1 triệu nữa nè. Thì nói chung tổng set đồ này thì trên dưới hơn 35 củ nè mà, hơn 35 củ. Hơn 35 triệu nha nè. Đó. Hơn 35 triệu. Rồi ấn này thì mắt sách vỡ nè mà. Hiện tại đã mắt tại vì kênh vẫn là một tịch rồi. Sinh khí hơi nhiều con này đúng không? Nói chung là Khải sẽ mắt chuẩn bị Khải sẽ mua mắt 120 ở cái hướng này nè, mà hiện tại trận này đánh thì nó có nhiều cái khuyết điểm không bằng ngạc chính Khải được. Ngạc chính Khải thì mắt 20 điểm rồi. Hoặc này thì kèm hai càng khôn nhưng mà nó mới cái 13 15 cấp rồi nè mà. Thì nó thu đến 5 điểm ở 120 á. Thì hiện tại Khải sẽ cố gắng mua up mắt 20 120 20 điểm ở chỗ này nha em ơi. Mắt rồi thì nó sẽ trâu hơn nha em. Hôm nay đánh có một cái khuyết điểm là đánh nó kiểu nó mình bị phản đam dữ quá nè mà. Với cái lực tay như thế này thì Khải thấy nó phản đam khá là nhiều nhưng mà nó không bung dòng nè mà. Bung dòng không hợp lý nè mà. Thích thì nó bung, thích thì không, thích thì bung, thích thì không á. Đâm ra là mình cảm giác nó chất nó có nhiều pha rất là vô lý nè mà. Thì ít hôm Khải sẽ mua full thì anh em sẽ thấy nó sẽ trâu hơn. Và nếu mà Khải mắt được 120 chỗ này á thì Khải sẽ đẩy thêm lực sức mạnh lên nè mà, có thể Khải sẽ tăng lên là 510 sức mạnh nè. Đó, cái này thì Khải nói trước. Nếu mà Khải đã mắt được 120 á thì cái là tỷ lệ bung dòng nó rất là cao á. Có thể Khải sẽ tăng thêm sức mạnh lên 510 để đẩy thêm lực tay thêm nữa nè mà. Khải không ngại nè mà. Mình đánh giữ vị trí tốt, mình đánh ok thì nó sẽ cố gắng lên mạng. Ngày hôm nay em nhìn sơ qua thì tôi thật sự là Khải mới đẩy lên top 10 trong vòng khoảng 10 phút cuối thôi mà. Anh em xem live anh em biết rồi, mới đẩy khoảng 10 phút cuối thôi nè. Còn lại những phút đầu tiên thì cứ ngồi ngốc top 10 thôi nè mà. Không lên nổi top 10 luôn á. Nói thẳng là không lên nổi top 10 luôn á. Phút cuối 10 phút cuối thì Khải là cố gắng lên được một liên chạm 49 và lên được một liên chạm 38 nữa thì Khải giật tốt luôn nè.
đó. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay và đừng quên đỡ lại cho video ad này mới một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên xem những buổi tống kim hàng ngày của Khải vào lúc 21 giờ hàng ngày. Khá thú vị và rất là đông anh em ơi. Mỗi bên lên đến hơn 200 mấy chục bạn mỗi bên anh em ơi. Rồi. Ok anh em, và hẹn em ở những video tiếp theo nha. Đó, anh em thấy không? Có kháng đồ thấy không? Bọn sẽ đồ trồng như Phật tố này mà. Đúng rồi.